những dấu hiệu lão hóa da có thể đã ghé thăm bạn và cách phòng tránh. Cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa từ ngoài độ tuổi 20. Khi đó, một số dấu hiệu lão hóa da sẽ bắt đầu xuất hiện dần dần, bắt đầu từ các đường nhăn và sau đó là nếp nhăn và sự giảm thể tích và giảm mật độ của da có thể nhận thấy được. Các dấu hiệu lão hóa da thường gặp: tóc xỉn màu và mỏng, dùng thuốc sau khi sinh con và bị stress gây ra hiện tượng rụng tóc tạm thời. Sự thay đổi hormone xảy ra gần giai đoạn tiền mãn kinh cũng có thể dẫn đến tình trạng tóc mỏng do gãy rụng thường xuyên. Da cổ và ngực chảy xệ. Da cổ là một trong những dấu hiệu đặc trưng của lão hóa khi vùng da xung quanh cổ nhăn nheo và trùng nhão. Một trong những dấu hiệu lão hóa da khác là tình trạng mất mô và chất béo, khiến ngực của bạn không căng và đầy đặn. Bên cạnh đó, ngực chảy xệ còn do ảnh hưởng của trọng lực, quá trình cho con bú, không chăm sóc thường xuyên và nồng độ estrogen thấp khiến ngực bạn dần chảy xệ. Đau bàn chân. Trong cuộc sống, bạn thường sử dụng giày cao gót quá nhiều khiến ngón chân bị ép chặt gây đau và chai sần. Do đó, càng lớn tuổi, bạn sẽ càng có cảm giác làn da bàn chân trở nên thô ráp và đau nhức. Xuất hiện vết đồi mồi. Do melanin nằm dưới da liên tục sản sinh những sắc tố sậm màu, làm xuất hiện các đốm nâu hoặc các biểu hiện của cháy nắng. Bên cạnh đó, nguyên nhân chính gây ra đồi mồi là do tiếp xúc với tia tử ngoại làm gia tăng melanin trong da. Lông mày và lông mi rụng nhiều. Sự thay đổi hormone trong cơ thể làm cho lông mày và lông mi rụng nhiều. Việc nhổ lông mày thường xuyên làm tổn hại đến các nang lông và khiến chúng khó mọc trở lại. Vết nhăn ở đầu gối và khuỷu tay. Do sự thiếu hụt collagen và elastin tạo mô tự nhiên đặc biệt ở vùng khuỷu tay hay đầu gối khiến chúng thu hẹp diện tích lại, hình thành nếp nhăn xấu xí. Vết chân chim. Đây là dấu hiệu căn bản của tiến trình lão hóa. Các chuyển động da hàng ngày như cười, tiếp xúc với màn hình máy tính, uống cà phê quá nhiều tạo nên các vết chân chim và vết nhăn gần miệng. Da không còn săn chắc. Đây là dấu hiệu lão hóa da thông thường do trọng lực và tiếp xúc quá nhiều với tia UV. Chúng thường xuất hiện ở hàm dưới, giữa trán và miệng. Da khô. Những người lớn tuổi thường gặp tình trạng da khô và ngứa do tuyến dầu và mồ hôi trong cơ thể suy giảm khiến da không được cấp ẩm, gây khô nhanh hơn. Phương pháp chăm sóc để da trở nên trẻ hơn. Để làm chậm quá trình lão hóa, bạn cần có chế độ ăn uống, tập luyện và dưỡng da điều độ. Sau đây là một số gợi ý để bạn chăm sóc da tốt hơn. Tập thể dục. Tập thể dục giúp bạn giảm stress và ngủ sâu, giúp da khỏe mạnh và không lão hóa nhanh. Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ 7 đến 8 tiếng giúp làn da bạn thư giãn và mềm mại hơn, ngăn chặn bụi bẩn trong không khí và khiến bạn trông trẻ hơn. Ăn thực phẩm lành mạnh. Bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh để cải thiện làn da, đặc biệt là nên bổ sung vitamin cho cơ thể. Chọn thức uống lành mạnh, bạn nên uống nhiều nước để cung cấp ẩm cho da và không nên uống cà phê hay rượu, thức uống chứa cồn, soda vì chúng loại bỏ chất dinh dưỡng trong cơ thể, khiến da trở nên mệt mỏi và tối màu. Tránh xa những tia nắng có hại cho da, đến 90% chúng ta có làn da bị ảnh hưởng bởi các tia nắng mặt trời. Khi bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư. Thế nên, hãy bảo vệ làn da bằng kem chống nắng, đội nón rộng vành và mang găng tay khi ra ngoài. Tránh tiếp xúc với ánh nắng vào thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vì đây là lúc mặt trời hoạt động mạnh nhất, làm làn da của bạn lão hóa nhanh hơn. Chăm sóc da, những người da dầu da sẽ nhanh lão hóa hơn khi họ có tuổi. Tuy nhiên, ưu điểm của người da dầu là ít xuất hiện vết nhăn hơn da khô, vì dầu luôn giúp da bạn ẩm và mượt hơn. Sử dụng kem dưỡng ẩm là một cách tốt để hạn chế vết nhăn trước khi chúng xuất hiện. Nếu da bạn bị dầu, hãy giữ cho da sạch và ít nhăn hơn với kem dưỡng ẩm.